Xin ý kiến thầy rồi, nay đưa cả sang em đi. Về em muốn hỏi kiến thầy là về cái việc là vợ em đấy là đã bị ung thư tuyến vú, đã mổ xạ và hóa xong rồi. Và nhưng bây giờ là muốn thầy tư vấn về cách chườm gan ở những vùng nào và cách uống rượu ớt như thế nào. Vâng. Cái bị ung thư vú hả? Vâng. Xạ trị quá trị rồi hả? Dạ. Rồi. Bao lâu rồi? Bao lâu rồi? Mấy? 3 năm rồi hả? Chắc có lẽ là lên đi lấy cái ghế ngồi đi, tôi nói chuyện cái rồi cái đi rồi đi đâu đi. Tôi nhìn gương mặt là bắt đầu có vấn đề rồi. Tại vì thường thường á, là cái ung thư á, mà nó xuất hiện đa phần là những người có cái thân nhiệt thấp, tức là em về em đo thử cái thân nhiệt là sẽ biết liền dưới 36 độ C. Ha. Những người mà thân nhiệt cao á thì tế bào ung thư tấn công không được. Cho đó tại sao mà mình có cái phương pháp chườm đá nóng á. Thì khi như vậy á thì bây giờ em chịu khó là em lấy cái em mua 2 cặp đá, một cặp em chườm ở đây nè. Ha. À, nếu 3 cặp càng tốt, một cặp mới chườm ở gan, một cặp chườm ở vùng ngực nè. Ha. Rồi một cặp chườm ở cổ. Nhưng mà khi mình chườm đá vậy á thì mình dùng cái chăn á mình trùm lên, và trong khi mình trùm lên như vậy á thì nhớ nha, mình ngủ ở trong phòng điều hòa, còn nếu mà nhà mà không có điều hòa thì mình hãy dùng quạt, chứ đừng có để cho nó nóng mà nó ra mồ hôi, bởi vì khi mà ra mồ hôi nhiều quá nó sẽ làm cho mình là rối loạn điện giải của mình sẽ là mệt, làm cho tim nguy hiểm, được chưa? Rồi thì vậy mình tại sao mình phải trùm như vậy? Tại vì cái tế bào ung thư á là nó không từ 41 độ rưỡi cho đến 43 độ C á, thì tế bào ung thư sau 2 giờ nó hoàn toàn tê liệt hết, nó không có hoạt động được nữa. Cho nên khi mình chờ như vậy á, mình để giữ nhiệt độ như vậy á, mà trên 2 giờ đồng hồ, phải có đâu trên 2 giờ đồng hồ nha, cái đá này nó nóng lắm, người ta nói nóng mới đầu á, chưa quen á, thì nóng nhất là em bốn nha, thì phải dời lên dời xuống cho nó quen, rồi dời lên dời xuống, dời lên dời xuống, khi nào mà nó chịu được rồi mình để cố định. Khi mình để cố định xong rồi á, mình để cho nó trên 2 giờ, nhưng mà ta hỏi có nhiều khi đâu có đủ 2 giờ đâu, tại vì nó nguội rồi, thì mình mở khăn ra từ từ, hiểu không? Mở khăn ra từ từ cho dưới nhiệt độ thích hợp, rồi mở ra từ từ đến cái phút cuối á, thì mình tháo luôn, tháo cái cục đá luôn, mình lấy cái đá trần luôn, mình chườm vô chỗ trên người mình, chườm ở trên người mình, và như vậy trong 2 tiếng đồng hồ đó đó thì khi mà cái nhiệt độ của người nó tăng lên 1 độ C á, thì nó tăng cái hoạt tính enzyme mình nó tăng lên tới chỗ 40%, tức là sức đề kháng tăng mạnh lên vậy đó. Và khi em làm cái đó là coi như em đã thành công 50% rồi, tức là ức chế được tế bào ung thư không hoạt động tiếp tục được nữa, mặc dù mình đã xạ trị quá trị rồi, nhưng một ngày nào nó quay lại mình không biết, nhưng bây giờ mình không cho phép nó quay lại nữa thì mình phải kiên trì dùng cái này, được chưa? Rồi cái thứ hai là mình uống rượu ớt. Thực ra trong cái rượu ớt á, nó là điều hòa huyết áp nè, điều hòa nhiệt độ nè, nhiệt độ mình thấp nó đưa lên cao, mà nhiệt độ mình cao nó lại đưa xuống thấp, nó hay như vậy đó. Thành ra là cái rượu ớt á, em cũng uống giống như nãy tôi nói với cô này nè, uống 1 muỗng cà phê rượu ớt pha với sữa chua, uống sau khi ăn cơm, ăn no no vô, thì mấy trường hợp loét dạ dày nè, trào ngược thực quản dạ dày, mà em không ngờ rằng là cái rượu ớt nó lại chữa cái đó được, kinh khủng chưa? Mà nó là ớt mà nó lại làm có khỏi được, cho nên em dùng cái đó thì coi như là em đã được bảo đảm rồi. Tất nhiên là khoảng 1 tháng sau tôi sẽ ra cái rượu kế tiếp, đó là rượu trái nhào, thì lúc đó lại kết hợp bốn thiên với đó, nhưng bây giờ chưa có, tại tôi làm 1 tháng rồi mà chưa xong, tại vì cái đó nó mất rất là nhiều thời gian để mà chiết xuất cái tinh chất ở trong nó ra. À, thì cái đó tôi sẽ nói sau, nhưng mà em an tâm là khi em đã có cái phương pháp để mình đề phòng rồi, được chưa? Em có cần thắc mắc gì hỏi tôi trả lời. Thầy cho em hỏi một chút nữa, tức là thực ra cái chườm đá là em cũng đã dùng rồi ạ. Nhưng mà chờ mà không đúng. Em thấy nó là mồ hôi nó ra ướt hết người ạ. Đấy, mồ hôi mướt ra là em sẽ bị rối Trong loạn điện khoảng giải, em sẽ rất là mệt luôn. Em phải làm sao cho đừng có ra mồ hôi. Để không ra mồ hôi ạ. Em có mòng máy điều hòa không? Dạ có, thì em chườm cái thời gian trong Tết. Em chườm khoảng hơn 1 tháng liền liên tục. Đúng Thế rồi. nhưng mà trong cái thời gian mà khi mà em chườm ấy, tức lại mồ hôi ra rất nhiều, nó ướt hết người em. Cho Thì nên như em thế phải là làm sao tốt cho đừng có ra mồ hôi bằng cách không?
là phải mở máy điều hòa, đừng có tiết kiệm điện. Bây giờ ông kêu ông xã ông trả tiền điện chăng? Thế thì em thấy là xong thì em thấy cảm giác như em bị nhiễm lạnh, em bị ho. Nhiễm lạnh thì sao? Tại vì em ra mồ hôi thì nó hở, nó mấy cái lò lũ chân lông nó bị hở, nó bị gió vô lạnh nữa. Cho nên em phải để cái phòng em phòng lạnh, em chườm nóng nhưng mà lại phải ở trong phòng lạnh. Chứ không phải là ra mồ hôi càng tốt. Nó không có tốt, không có tốt. Nó mà ra mồ hôi là nó em làm em rối loạn điện giải, em sẽ mệt tim nè, em sẽ hồi hộp nè, em cảm lạnh nè, mẹ nội ơi, không hết bệnh còn bệnh thêm. Đừng tiết kiệm điện. Bây giờ hồi xưa giờ em cực khổ sinh mấy đứa con này. Em sợ em không dám chữa. Em sinh mấy đứa con rồi? Em hai rồi ạ. Hai đứa con rồi. Em sinh cho ông xã em hai đứa con rồi, một trai một gái. Hai trai. Em bắt ông này trả tiền. Bây giờ là ổng không 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 được mà nghỉ, bây giờ làm ca thêm để có đủ tiền để lo cho em. Em đem cho ổng, trời ơi, ông bà nội được hai đứa cháu nội ngon lành, thấy không? Cho nên là được rồi, nhớ lời thầy nói, bây giờ bắt đầu chồm lại và em đừng có để tiết kiệm điện. Bây giờ bữa nay tuyên bố trước là thông tấn xã Việt Nam là ông này phải trả tiền điện đầy đủ, phải lo cho em đầy đủ. Em đừng có tiết kiệm, mạng sống mình quan trọng hơn là đồng tiền, thấy chưa? Tại vì em còn phải lo cho con, cho cái em nữa chứ. Ông chồng em thì ông lo bươn chải bên ngoài xã hội, nhưng mà ở trong nhà cái người điều khiển gia đình là em ấy chứ. Nha, cố gắng lên nha. Rồi, phải chồm trở lại nha. Rồi, rồi thì cảm ơn em. Rồi.